dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Tuổi trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình, một ước mơ Việt Nam. Ươm mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao. Ươm mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao. Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn, Cố vấn Hệ sinh thái Khởi nghiệp, đồng thời là trưởng làng công nghệ du lịch TechFest Quốc gia 2018. Xin cảm ơn ông Lý Đình Quân đã tham gia chương trình. Xin chào tất cả các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu thì marketing đã được coi là xương sống của bất kỳ mối quan hệ nào giữa doanh nghiệp và khách hàng. Tuy nhiên thì ở thời điểm doanh nghiệp mới thành lập, mối quan hệ này sẽ đơn thuần là giữa nhà sáng lập và nhân viên kinh doanh, giữa ông chủ tạo ra sản phẩm và người bán hàng. Sau đó khi mà công ty phát triển, chương trình tiếp thị trở nên quá lớn với quy mô khách hàng lớn hơn, doanh nghiệp khó có thể quản lý được khách hàng. Đó cũng chính là lúc mà marketing automation hay còn được gọi là tiếp thị tự động hóa xuất hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Đó là doanh nghiệp marketing automation Movan. Với sự tham gia của thành viên sáng lập là bạn Đỗ Mạnh Hùng. Xin được giới thiệu bạn Đỗ Mạnh Hùng. Xin chào chị Thương. Xin chào các khán thính giả của đài VOV, Tiếng Nói Việt Nam. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm Marketing Automation Movan, thì bạn Đỗ Mạnh Hùng sẽ có 2 phút để giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm này. Xin mời bạn Đỗ Mạnh Hùng. Cái giải pháp Marketing Automation của Movan mang lại ấy, thì nó phát từ những cái thực trạng của doanh nghiệp hiện tại và cái coi như quá trình tuyển nhân sự này, và quá trình tiếp cận khách hàng này, rồi là cái quá trình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp hiện tại đang làm thủ công rất là nhiều. Và đồng thời đó là quá trình mà để làm sao họ bán sản phẩm cho nhiều người tiêu dùng họ biết đến hơn. Do vậy nên bọn em đã làm ra những cái giải pháp công nghệ để giúp được cho khách hàng là giảm được cái chi phí nhân lực, và đồng thời là họ sẽ tăng được cái cơ hội để tiếp xúc được với nhiều khách hàng hơn. Và cái giải pháp đó là bọn em hay gọi là Marketing Automation Movan. Và đơn giản như là khách hàng sẽ có một cái website đó, thì trong quá trình mà khách hàng người ta truy cập website đấy thì bọn em có những cái giải pháp dựa trên các xử lý về big data và trí tuệ thông minh nhân tạo, từ đó tổng hợp các yếu tố nhiều người dùng vào thì bọn em sẽ đưa ra được những khách hàng mà thực sự có nhu cầu cho doanh nghiệp đó. Thì những bài toán đó là rất nhiều doanh nghiệp là muốn tìm được khách hàng đúng nhu cầu và với số lượng lớn, thì bọn em đã làm ra cái giải pháp như vậy. Thưa ông Lý Đình Quân, vừa rồi thì bạn Đỗ Mạnh Hùng cũng đã giới thiệu về sản phẩm tiếp thị tự động Movan. Như bạn Đỗ Mạnh Hùng vừa nói thì là thị trường cho sản phẩm này thì rất nhiều, rất lớn, và đó là một sản phẩm cần thiết đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Vậy ông có đồng ý với quan điểm này hay không ạ? Theo tôi nghĩ rằng là trước đây cái marketing online thì nó rất là hot. Tuy nhiên là với cái công nghệ 4.0, nó giải quyết bài toán này nó trở nên đơn giản hơn bằng cách là sử dụng cái big data cũng như trí tuệ nhân tạo. Thì nó sẽ giúp cho nhiều doanh nghiệp có cái giải pháp marketing với cái quy mô nó lớn và cái chi phí nó rất là thấp. Thì với cái doanh nghiệp mà mỏ vàng, thì tôi nghĩ rằng là mỏ vàng đã đưa ra được các cái giải pháp đúng với xu hướng của công nghệ 4.0.
hiện tại thì doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là SME, thì đang có cái nhu cầu rất là lớn về các cái giải pháp liên quan tới marketing. Tại vì cái chi phí của cái doanh nghiệp thì người ta mong muốn ngày càng giảm hơn và cái sức cạnh tranh nó phải tăng hơn. Và cái giải pháp mà để mà giảm chi phí là chỉ có là dùng công nghệ thì mới giúp doanh nghiệp giảm chi phí được. Thì tôi nghĩ rằng là các cái doanh nghiệp SME thì càng ngày càng phải tìm tới công nghệ để mà làm sao tiết kiệm chi phí cũng như là tiếp cận với nhiều khách hàng hơn, tiếp cận với thị trường lớn hơn, để từ đó doanh nghiệp có thể vươn xa. Như ông Lý Đình Quân vừa mới chia sẻ thì là đây là một cái giải pháp rất là tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiết kiệm được một lượng lớn chi phí cho việc marketing. Nhưng mà theo chia sẻ của bạn Đỗ Mạnh Hùng thì một trong những khó khăn mà các bạn gặp phải khi mà phát triển sản phẩm đấy là cái tâm lý doanh nghiệp đặc thù vùng miền. Khi mà đưa các giải pháp này thì có một số doanh nghiệp họ hơi e ngại về cái sản phẩm này của mình, phải không bạn Đỗ Mạnh Hùng? Vâng, chính xác. Đôi khi doanh nghiệp mình nói là vừa và nhỏ, đôi khi toàn siêu nhỏ thôi. Doanh nghiệp nào mà họ hay tương tác với khách hàng thường xuyên qua email và hình thức là qua tin nhắn thì có thể áp dụng nó rất là hiệu quả. Một số doanh nghiệp là ví dụ họ, bọn tôi quen làm khách hàng trên Zalo thì bọn này cũng chịu. Không làm được ạ. Vâng, chính xác. Thưa ông Lý Đình Quân, ông có tư vấn như thế nào trước những khó khăn này của bạn? Mà đối với lại cái tâm lý của doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là nó rất là bình thường. Vì thị trường thì nó rất là đa dạng với những cái tâm lý và sở thích khác nhau tùy theo cái môi trường phát triển ở từng khu vực khác nhau. Ví dụ như là ở miền Nam á, thì người ta rất là thích trải nghiệm đối với những sản phẩm mới. Vì người ta nghĩ rằng là cái mới bao giờ nó cũng phải tốt hơn, nên là người ta sẵn sàng. Tuy nhiên là ở miền Bắc á, là muốn bán sản phẩm thì nó phải cần cái nơi gọi là tin cậy và phải có những cái cơ chế chính sách phù hợp thì mới bán được. Nhưng ở miền Trung á, thì lại đòi hỏi cái vấn đề về chi phí, đòi hỏi về cái sự quen biết thì cái việc bán hàng nó cũng sẽ dễ hơn. Thì đó chính là những cái tâm lý mà doanh nghiệp khi bán hàng cũng phải hiểu được từng cái khu vực và mình phải đưa ra cả các cái giải pháp phù hợp cho từng cái khu vực một. Và với cái tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ví dụ như là Lean Startup chẳng hạn đó, thì chúng ta phải biết được rằng là thị trường nào là thị trường mình có thể dễ bán hàng nhất mà chi phí mình bỏ ra ít nhất và cái tốc độ phát triển nó nhanh nhất thì mình sẽ làm trước. Thì với những cái tư duy mà khởi nghiệp mới thì mình sẽ dễ dàng mình làm hơn. Thưa quý vị và các bạn, như ông Lý Đình Quân vừa mới nhấn mạnh, đó là chúng ta cần phải có một cái tư duy khởi nghiệp mới khác với kinh doanh truyền thống. Vậy thì khởi nghiệp khác kinh doanh truyền thống như thế nào? Một thành viên sáng lập của công ty Movan đã từng kinh doanh truyền thống sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em là Nguyễn Thị Tới, em sinh năm 1986. Trước khi tham gia dự án khởi nghiệp của Movan thì em cũng chưa tham gia một nhóm nào khác, mà em chỉ là kinh doanh tự do thôi. Em thì kinh doanh truyền thống ấy thì cũng rất là nhiều lần, nhưng mà cũng đều gặp thất bại hết. Thì em tham gia của Movan từ ngày đầu mới thành lập Movan. Bạn Tới này, bạn đã tham gia cùng với doanh nghiệp khởi nghiệp Movan từ những ngày đầu. Và chắc hẳn là bạn cũng đã tham gia một số những cái lớp về đào tạo về khởi nghiệp phải không ạ? Vậy thì theo bạn thì khởi nghiệp và kinh doanh truyền thống có gì khác nhau không ạ? Em thấy thì ở trong mảng kinh doanh truyền thống ấy thì em bị fail là do em không biết xác định cái thị trường tiềm năng, cũng như là chưa biết phân tích cái nhu cầu của thị trường cũng như là cái tâm lý khách hàng. Nhưng từ khi em vào nhóm Movan thì em thấy được là mình yếu ở cái mảng marketing ấy, thì mình sau đó mình tìm hiểu thì mình học dần. Em học ở trên sách vở cũng như là hay tham gia các buổi hội thảo về startup, thì các mentor hướng dẫn cho em rất nhiều từng bước là mình cần phải tiếp cận vốn như thế nào. Ngày trước kinh doanh truyền thống thì em cứ nghĩ là vốn trong kinh doanh nó là dòng tiền, nhưng mà từ khi khởi nghiệp thì không hẳn là như vậy. Vốn trong kinh doanh chính là cái vốn tri thức của mình cộng với lại mối quan hệ và những người mà có thể là đi trước và hướng dẫn cho mình ấy. Và ngày trước thì em hay đa mục tiêu, nghĩa là em kinh doanh truyền thống thì mỗi một thứ em kiếm một tí đấy, ý là mình như các cụ ngày xưa nói là năng nhặt thật bị ấy. Nhưng mà nếu mà ở trong cái vấn đề làm khởi nghiệp, nghĩa là làm startup, mà mình đa mục tiêu mà mình hướng tới giải quyết quá nhiều vấn đề của thị trường thì chắc chắn là mình sẽ fail.
đấy, tập trung vào một mục tiêu thôi chứ là không nên đa mục tiêu như là kinh doanh truyền thống. Thứ hai đó là mình phải biết ứng dụng marketing nhưng mà phải là hoàn toàn tự động vào trong cái việc kinh doanh của mình, để mà mình giảm bớt cái nguồn nhân lực, nhân sự trong công ty của mình, để có mình có thể là phát triển một cách là đột phá. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Tới. Bạn có một ước mơ. Công ty xây dựng một cái sản phẩm mà không chỉ phục vụ người dùng Việt Nam mà hướng tới cái thị trường toàn cầu. Nhưng thực tế thật khác. Doanh nghiệp khởi nghiệp có rất là nhiều thứ phải lo, tụi mình phải lo về sản phẩm, phải lo về thị trường, mà con người thì lại thiếu. Thực ra với cá nhân khi mà xác định làm startup ấy thì mình cũng biết là cái phần trăm thành công của nó không phải là quá lớn. Ban thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình Việt Nam Startup Ươm mầm khởi nghiệp. Những tình huống thật, những bài học xương máu không chỉ có trong suốt 30 phút của chương trình mà theo bạn nuôi lớn ước mơ khởi nghiệp. Hãy tham gia Ươm mầm khởi nghiệp trên VOV1 phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần bằng cách gửi thư điện tử về địa chỉ ươm mầm khởi nghiệp vov1a@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 0979001236. Ươm mầm khởi nghiệp. Kiến thức mới, kinh nghiệm mới, chiến lược mới, thành công mới. VOV1 và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng khởi nghiệp Việt Nam. Bạn Đỗ Mạnh Hùng này, như là một thành viên trong nhóm sáng lập của bạn, cũng đã chia sẻ rằng là các bạn đang muốn là tìm được một cách để mà phát triển thị trường theo hướng đột phá. Vậy thì bạn có thể chia sẻ với ông Lý Đình Quân cũng như là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết rằng là cách thức hiện nay để bạn tìm kiếm khách hàng là như thế nào? Đối tác của hiện tại của Movan là bọn em cũng kết nối với những KOL. Những KOL về đào tạo, những người nổi tiếng về đào tạo. Đó, thì người đào tạo họ có cái tập khách hàng là doanh nghiệp. Thì họ đã có tập khách hàng là được giáo dục về marketing, đã được hiểu về những giải pháp công nghệ mới. Nên là bọn em nếu kết hợp với KOL thì bọn em hiện tại để kết hợp với đồng thời đó là bọn em cũng tự đào tạo luôn. Theo anh nghĩ thì em đang đi nhiều cái giải pháp nó không có phù hợp. Tức là nó hướng vào bên trong nhiều quá. Tức là mình hướng những cái đối tác nó liên quan tới chuyên môn quá nhiều. Trong khi đó là mình muốn phát triển thị trường thì mình phải hướng ra bên ngoài. Tức là hướng vào cái thị trường. Vấn đề ở đây là cần phải có những cái đối tác có thể phát triển về mặt thị trường. Ví dụ như là VCCI chẳng hạn. Là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Là cái nơi mà họ tiếp cận với doanh nghiệp rất là nhiều, kể từ những cái tập đoàn lớn cho tới những doanh nghiệp. Thì làm sao mình có thể phối hợp hoặc là giúp cho Visa hiểu rằng đây là một cái công cụ hoặc cái giải pháp rất là tốt cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì có thể cùng hợp tác để mà có thể thông tin hoặc truyền thông tới doanh nghiệp, hoặc là các cái hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là những cái đối tác mà nó thường xuyên liên quan tới các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì cũng là cái cách để mà chúng ta tiếp cận. Tại vì một cái thị trường á, tới bây giờ chúng ta cần phải tiếp cận cả hai, là cả online và cả offline. Còn nếu như mà anh chị online không á, thì người ta chưa tin anh đâu. Người ta không hiểu cái vấn đề về công nghệ. Người ta cũng không thể hành động bằng cách là người ta nhấp chuột vô người ta dùng ngay được. Người ta không biết ở trong đó là gì. Nên chúng ta cần phải có một cái tâm lý, phải hiểu khách hàng để mình có cái giải pháp nó phù hợp. Phải chăng là ông vừa nói đến chuyện là Movan cần phải hiểu thị trường hơn, phải không? Đúng rồi, theo tôi nghĩ rằng là bạn dân Movan cần phải khảo sát, nghiên cứu thị trường nhiều hơn và tìm những cái đối tác cũng như xây dựng một cái mạng lưới liên quan tới cái việc phát triển đối tác với lại khách hàng. Bạn Đỗ Mạnh Hùng, nhóm sáng lập của Movan ấy ạ, có bạn nào mà phụ trách riêng về mảng marketing và bán sản phẩm không? Bọn em thì có 5 founder. Thì hiện tại là có 3 founder làm về marketing. Như vậy là có thể yên tâm về mảng trước thì bọn em là có 4 nhưng mà cái số nó không đẹp. Thì là các anh chị tư vấn thì có số nào số nếu như mà 3 bạn marketing không nó vẫn chưa đủ. Nó quan trọng nhất là phải chốt sale. Vâng, đúng rồi, chính xác. Tức là người marketing nó khác, người bán hàng nó khác. Nghĩa là người ta phải trả tiền để nuôi cho mình. Cái khách hàng là ta đã hiểu rồi. Quan trọng nhất là lúc cuối là chốt sale. Bán được hàng hay không là vấn đề hoàn toàn khác, đúng không? Bạn Đỗ Mạnh Hùng này, bạn còn mong muốn là ông Lý Đình Quân tư vấn cho bạn về điều gì trong sản phẩm này nữa không ạ?
Bọn em rất muốn để phát triển những cái nền tảng công nghệ startup thì bọn em cần có giải pháp, đó là đưa sản phẩm mình cho các doanh nghiệp tiếp cận một cách dễ hiểu và nhanh nhất. Bọn em nghiên cứu về marketing thì nó có cái thuật ngữ đó là grow hack, nghĩa là đưa sản phẩm một cách tăng trưởng đột phá. Thì bọn em rất là đắn đo vấn đề này. Rất là mong anh Lý Đình Quân là tư vấn cho bọn em một vài cái gợi ý để bọn em phát triển được doanh nghiệp của Mova. Thực sự là cái mong muốn của bạn đều là mong muốn của tất cả các startup. Vì có được như vậy thì nó mới có được thị trường, nó mới có khách hàng, nó mới kêu gọi được vốn đầu tư lớn được. Và cái giải pháp và cho cái việc mà phát triển với lại cái sự đột phá thì đầu tiên là anh phải có nguồn lực. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh nó ở mức độ tương đối mà khách hàng người ta đã thử nghiệm rồi, đã trải nghiệm rồi và người ta cảm thấy hài lòng rất tốt so với lại những cái giải pháp truyền thống. Rồi từ đó người ta cảm thấy rất là thích thú khi dùng cái sản phẩm của anh. Và khi mà cái giá trị mà mình cho khách hàng nó tạo ra một cái sự thích thú và sự khác biệt rất lớn so với những cái giải pháp hiện tại thì lúc đó mình tin rằng là sẽ có nhiều cách để mình tạo sự đột phá. Thì với cái nguồn lực cộng cho cái sản phẩm tốt cộng cho các giải pháp về mặt thị trường thì cái việc mà tạo đột phá là nằm trong cái khả năng. Mình có thêm những cái chuyên gia về mặt thị trường họ sẽ tư vấn nữa thì cái việc triển khai nó cũng sẽ dễ. Vì nó liên quan tới cái việc là cách thức mà mình phải xây dựng cái việc phát triển đối tác, nó liên quan tới cách thức về chính sách để làm sao phát triển chính sách cho khách hàng, để làm sao phát triển, rồi cái cách mà mình phải xây dựng một cái hệ sinh thái, một cái cách để mình kết nối các nguồn lực để mọi người đều có thể giúp mình phát triển một cách nhanh nhất. Cái nguồn lực của anh ở đây là nó đi từ thứ nhất là con người, anh phải có người triển khai, đúng không? Mô hình tổ chức của anh phải có người làm kinh doanh này, anh phải có người marketing này, anh phải có người về nhân sự. Rồi nguồn lực thứ hai là tài chính, đấy là anh phải có một cái nhà đầu tư thiên thần. Họ có thể tài trợ đầu tư tiền của anh giai đoạn đầu. Để khi anh đi công tác hoặc là anh đi gặp khách hàng, anh đi đối tác, anh cũng phải có chi phí chứ. Thế Mova đã có chưa ạ? Bạn Đỗ Mạnh Hùng. Hiện tại thì các founder nói vui với nhau, đó là cái lúc mà bọn em được cái lương tháng đầu tiên nên rất là quý. Đấy, nhưng thực chất là bọn em vẫn chưa được. Các bạn nhân viên thì được chưa thôi, có lãi. Còn các ông founder là toàn phải đi làm những cái việc mà nó nhỏ để có gọi là cái cơm áo gạo tiền đấy, để duy trì cái mô hình của mình. Ở đây là cái câu chuyện là mục tiêu của anh là đột phá. Còn nếu như mục tiêu của anh là phát triển thì anh có ít, anh làm nhiều, Nhưng mà nếu như anh muốn đột phá thì anh phải sẵn sàng cho cái nguồn lực. Ở đây là anh muốn là sẵn sàng cho cái nguồn lực. Lực về con người, nguồn lực về tài chính, đúng không? Nguồn lực về những cái sản phẩm dịch vụ nó phải sẵn sàng. Ví dụ như bây giờ đùng cái hàng trăm khách hàng người ta mua khách hàng sản phẩm của anh thì như vậy là dung lượng data nó đủ không? Rồi những cái sự cố nó xảy ra người ta comment thì anh có người để có thể xử lý hay không? Thế tất cả những cái đó nó đều phải có nguồn lực hết. Bạn Đỗ Mạnh Hùng, thế bây giờ thì cái nguồn lực của Mova nó ở mức độ nào rồi so với cái mức mà ông Lý Đình Quân vừa mới chia sẻ, nó phải đầy đủ để mà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng? Hiện tại thì Mova hiện tại là với tập khách hàng hiện tại là Mova vẫn hoàn toàn có thể là chịu đựng được. Nhưng nếu mà phát triển đến quá nóng, tăng trưởng phi mã tầm hơn 200% thì doanh nghiệp Mova phải tuyển thêm nhân sự về triển khai. Thứ nhất đó là đơn giản như việc khách hàng người ta không có nhân lực về thiết kế web chẳng hạn. Giải pháp bọn em đó là thiết kế nó rất đơn giản, chỉ việc là chị có thể là sử dụng như là việc chị làm PowerPoint đó, chị kéo thả cho có thành cái website. Nhưng khách hàng đôi khi người ta cũng lười, người ta không kéo thả đâu, thôi thì thuê luôn một đơn vị họ làm từ A đến Z. Thì đối với bọn em lại phải có nhân lực để làm những việc như vậy đó. Tính ra 1.000 khách hàng mà họ đều làm kéo thả như vậy thì bọn em phải là một bạn có thể là làm tối đa được tầm 10 cái web, 10 cái website đó. Thì với 1.000 khách hàng thì bọn em lại phải tăng thêm cái chi phí và nhân lực như vậy. Đồng thời là cái sản phẩm tiếp theo đó, các chuỗi sản phẩm tiếp theo đó là chuỗi sản phẩm về marketing automation. Thì khi khách hàng dùng ấy, đôi khi họ sai cái vấn đề này thì mình lại phải tư vấn là anh chị làm vấn đề này là chưa đúng, thì mình phải review lại cho khách hàng. Thì bọn em lại phải chuẩn bị cái vấn đề như là bọn em phải là bây giờ thì ví dụ như
số điện thoại hotline chẳng hạn. Hồi xưa là bọn em để một số nhưng mà bị overload, nó quá tải. Bây giờ bọn em phải dùng qua email, là khách hàng phản hồi trả lời qua email để bọn em phải support dần dần. Chứ nếu mà khách hàng đồng loạt họ khách hàng gọi hotline là bọn em quá tải luôn. Đấy, bây giờ bản thân anh chưa hoàn thiện, anh chưa chuẩn bị một cái việc mà mở rộng thị trường. Đấy. Thì làm sao mà anh có thể đưa ra các giải pháp? Thế có nghĩa là cái việc mình chuẩn bị cho việc phát triển nó còn chưa đầy đủ thì cũng không thể nào không thể đòi hỏi nhiều về vấn đề thị trường được. Nên cái vấn đề về tâm lý doanh nghiệp và đặc thù vùng thì có phải quá xa vời, hoặc là đó là vấn đề vẫn còn thách thức, vẫn còn nên ở là xa. Cần phải quay lại cái câu chuyện đầu tiên của mình, là việc là mình phải làm sao cái sản phẩm mình nó đủ tốt, và nó không phải mỗi sản phẩm mà là mô hình kinh doanh của mình nó phải đủ tốt. Thì trong mô hình kinh doanh của mình nó phải có từ vấn đề về sản phẩm này, lợi ích của sản phẩm nó phải vượt trội thị trường và xác định được cái phân khúc khách hàng. Rồi cái chính sách về cái kênh phân phối của mình là việc phát triển đối tác. Rồi mình phải có những cái chính sách để mà chăm sóc khách hàng. Rồi mình phải có một cái hệ thống đối tác về kỹ thuật, về marketing, cũng như xử lý những cái vấn đề về công nghệ và cả vấn đề về thị trường nữa. Tất cả những cái đó nó đều là cách mà mình phải chuẩn bị. Bạn Đỗ Mạnh Hùng ạ, bạn đã chuẩn bị cho dự án này được bao lâu rồi ạ? Dự án của bọn em thì làm và để ra sản phẩm đầu tiên là từ tháng 5 năm ngoái. Sau đó xong 5 lần sửa. Nếu mà sản phẩm này bọn em triển khai ở nước ngoài thì hoàn toàn khác. Nhưng tại Việt Nam thì người Việt Nam mình, cái tâm lý vùng người Việt Nam đó là họ hay hỏi đó. Nhất là tôi cũng mua sản phẩm là ngay cả kể về công nghệ, tất cả các công ty công nghệ như vậy, cái vấn đề về support là rất là quan trọng. Và như nước ngoài thì đôi khi họ chỉ cần là có nút support đi rồi họ bấm, họ đền thông tin nữa là trả lời, nhưng mà họ vẫn thích tiện tay gọi điện. Đó là như vậy. Người Việt Nam mình là cứ thích hỏi trước khi đọc hướng dẫn sử dụng, trước đúng khi rồi. Dùng ngay hướng dẫn video xem chỉ một phút thôi để làm, nhưng mà cái tâm lý người Việt đó là một cái rào cản, nó cũng khá là nó hơi lớn một chút. Để bọn em rất là mong muốn là bọn em sẽ tìm ra được cái giải pháp để ví dụ nhân lực chẳng hạn, hoặc là cái công nghệ nó đơn giản hơn. Ông Lý Đình Quân ạ, ông có thể chia sẻ thêm với Movan về những cái khó khăn này trong bối cảnh mà nguồn nhân lực thì vẫn còn hạn chế, trong khi khách hàng thì lại không muốn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà lại cứ thích hỏi trước. Movan sẽ phải có thêm nguồn nhân lực để hỗ trợ các doanh nghiệp đó. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái đề nghị thông minh. Theo tôi nghĩ thì nó có rất là nhiều cái cách để mình giải quyết cái khó khăn này. Cách thứ nhất có thể là mình sẽ chọn những cái phân khúc khách hàng mà những khách hàng đó cái khả năng sử dụng công nghệ nó tốt hơn. Thì với những cái khách hàng mà có khả năng sử dụng công nghệ và thấu hiểu sản phẩm á, thì mình sẽ giảm bớt cái chi phí cho cái việc mà mình phải giải thích hay là mình support. Đây là cái giải pháp nó là rất là bình thường. Cái thứ hai nữa là mình sẽ chọn một số cái phân khúc khách hàng phù hợp với sản phẩm của mình. Ví dụ như là những cái doanh nghiệp mà có yếu tố cái quy mô nó lớn hơn chút, thay vì mà nó quá nhỏ, để mình có thể bán hàng trước. Rồi mình phải có những cái chính sách liên quan tới vấn đề dùng thử cho khách hàng, để người ta trải nghiệm, để người ta học về công nghệ. Thì những cái khách đó nó cũng sẽ giúp. Cái thứ tư nữa là mình dùng chính những cái hệ sinh thái của mình, những cái bạn cộng tác viên mà có kỹ năng về công nghệ sẽ là những người đi lan tỏa các cái giáo dục về công nghệ cho doanh nghiệp. Có thể là họ là đại sứ để họ hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp dùng những cái trải nghiệm cho cái sản phẩm của mình. Xu hướng của người tiêu dùng là cái xu hướng trải nghiệm, nên chúng ta phải cho họ trải nghiệm thì cái việc bán hàng nó trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như quá trình mà doanh nghiệp chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính, chúng ta cần có tiền để mà nuôi cho cái doanh nghiệp của mình, thì rõ ràng mình phải chọn ngay cái phân khúc mà có khả năng đẻ ra tiền và bán hàng được nhanh. Thì chúng ta phải chọn phân khúc đó chúng ta bán trước. Rồi khi mà mình có tài chính rồi, cái nguồn lực mình đủ lớn rồi, mình có thêm nhà đầu tư thiên thần, thì lúc đó mình sẽ tính một cái tập khách hàng nó lớn hơn, nó khó tính hơn bằng nhiều giải pháp khác. Thưa quý vị và các bạn,
Như là tư vấn vừa rồi của ông Lý Đình Quân, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cần tìm hiểu kỹ thị trường, phát triển những sản phẩm có chất lượng chấp nhận được, rồi xây dựng một đội ngũ, mô hình kinh doanh phù hợp với sản phẩm, phù hợp với năng lực. Và khi mà tung sản phẩm ra thị trường với một cái nguồn lực có hạn như vậy thì cũng cần chọn một phân khúc thị trường có khả năng sử dụng công nghệ tốt hơn, phù hợp với sản phẩm. Qua đó thì sẽ giảm được chi phí và tăng cái khả năng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Ông Lý Đình Quân cũng vừa chia sẻ về chính sách dùng thử đối với khách hàng. Như vậy thì khách hàng mới có thể hiểu những cái sản phẩm công nghệ hữu ích như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xin cảm ơn ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Sông Hàn, Cố vấn Hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời là trưởng làng Công nghệ Du lịch TechFest Quốc gia 2018, đã tham gia chương trình. Tôi cũng rất là vui được tham gia chương trình này và xin cảm ơn các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin cảm ơn bạn Đỗ Mạnh Hùng với dự án Marketing Automation Movan đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin cảm ơn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói VOV. Doanh nghiệp Movan rất cần những kiến thức mà chia sẻ từ những chuyên gia, và đồng thời đó là để Movan tổng hợp và hoàn thiện cái sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm và hoàn thiện cái bộ máy quy trình để phục vụ cho được cái phân khúc thị trường là khách hàng tại Việt Nam là bán được nhiều hàng hơn và đồng thời là giảm thiểu được chi phí, tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đó là cái vấn đề mà Movan khao khát. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế, chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương mời quý vị và các bạn nghe bài hát Như khúc tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua tiếng hát của ca sĩ Minh Thuận, Nguyên Lộc và Phương Thanh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng đông trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng trong tôi, đêm em và ước hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh em tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá hoa xanh. Trường đầy nắng gió.